Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 17 tháng 4, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh Thanh Hóa quản lý đạt 3.318 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch vốn chi tiết được giao, cao hơn 8,8% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đã được tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo quyết liệt. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế và trực tiếp chỉ đạo khơi thông những điểm nghẽn trong triển khai thực hiện của các dự án đầu tư Tổ chức hội nghị trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các huyện, thị xã thành phố về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, giải phóng mặt bằng và giải quyết những khó khăn bất cập trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các ngành các địa phương đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư và nhà thầu thi công nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ quyết toán những công trình đã hoàn thành để giải ngân tiếp tục cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các thủ tục liên quan đến khâu chuẩn bị đầu tư, quá trình thẩm tra, thẩm định các chương trình dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để giải ngân vốn theo đúng kế hoạch đề ra.